một bí mật từ vị triệu phú là ông Tây Hắc Kiệt Trời có nói: nếu bạn muốn thay đổi hoa trái thì bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Có nghĩa là nếu như kết quả về sức khỏe của bạn, mối quan hệ của bạn chưa hạnh phúc, hay là vấn đề tài chính chưa như bạn mong muốn, thì đó là do niềm tin, tư duy bên trong chưa hỗ trợ. Vậy thì làm thế nào để cài đặt lại tư duy, niềm tin gốc rễ từ bên trong để có kết quả như bạn mong muốn? Và Lý đã ứng dụng được điều đó nhờ vào môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng và bộ công thức của câu lạc bộ, và nhờ những người thầy, những người thành công và có đã từng giúp Lý thay đổi lại cái hệ thống, cái hệ tư duy, niềm tin. Và Lý ứng dụng được điều đó thì sức khỏe của Lý vô cùng khỏe mạnh và tài chính thì cũng tăng lên, và Lý cũng giúp được cho nhiều người thay đổi về cái mối quan hệ, về cái sức khỏe nhờ vào bộ công thức. Thì các anh chị nào thấy kết quả của mình hiển thị ra bên ngoài chưa như mong muốn, có nghĩa là bên trong các anh chị chưa có những cái niềm tin hỗ trợ, thì các anh chị nhắn tin cho Lý để Lý gửi tặng các anh chị bộ công thức là cái video hỗ trợ cài đặt lại tư duy, cài đặt lại cái niềm tin gốc rễ từ bên trong anh chị nhé. Cảm ơn nhà đã theo dõi video của Lý.